Xin chào tất cả các quý vị yêu thích chim cú gáy, một trong những loài chim rất là quý hiếm ở Việt Nam. Thì hôm nay mình cũng dành bớt chút thời gian công việc cá nhân của mình để mình thực hiện cái clip này là giới thiệu với quý các bạn cái mô hình làm chuồng vừa là có thể là nuôi bầy đàn tập thể và cũng có thể là vừa nuôi theo thì các bạn xây tường bao như thế này. Các bạn xây tường bao như thế này và mỗi một ô ngăn các bạn xây khoảng 2 đến 3 mét tùy điều kiện. Cao khoảng 1,6 m, 1,7 m. Thế là các bạn xây như thế này. Thì khi mà sau này các bạn những cái trụ này các bạn xây đổ dàn lên trên đỉnh. Và có thể trồng thiên lý, trồng mướp hay trồng cái gì được. Và dưới gốc cây thì các bạn cũng có những cái ví dụ như là có những cái cây là cây 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 vối, và có thể là có những cái vối và có thể là có cái đống cát, hoặc là có đơn giản là có một cái khóm cây đấy, đây là cái khóm cây và đây là một cái hố đấy, đơn giản là có những cái môi trường nó rất là tự nhiên. Thế thì còn các bạn nên thiết kế luôn cái đường ống nước cho từng ô, ví dụ như các bạn cách khoảng 2 3 ô các bạn có một cái đường ống nước như thế này, và các bạn xoay như thế này. Thì nếu như các bạn làm dàn thì các bạn làm vòm lên hoặc là làm mái chéo hoặc là làm phẳng cũng được, tùy điều kiện, tùy theo cái nhu cầu con mắt thẩm mỹ. Đấy, như thế này thì rất là dâm và con chim rất là thoải mái, đúng không ạ? Thì theo như đây là cái cơ sở tiếp theo của tôi, thì tôi cũng dự kiến là chỗ này là khoảng 50 ô, mỗi một ô của tôi là cao và rộng như thế này, cái khoảng cách của nó khoảng tầm 3 mét. Nên là tôi có thể là cần thiết thì tôi có thể ngăn đôi ra sau. Thế nhưng mà về cơ bản là mình xây như này vừa thay cái trụ tường bao vừa khỏe vừa là chuồng chim luôn. Thì sau một thời gian nữa tôi sẽ hoàn thiện nốt cái phần mái trên và đi vào sử dụng cái mô hình trang trại chim cú gáy. Và cái ước tính thì cũng có thể là vừa nuôi những cái nhiều giống khác nhau, mà có thể là nuôi đại trà thương phẩm thay như những cái con chim bồ câu và từng con gà, những con chim cú gáy hay hơn là chúng ta nó ít bệnh dịch, bởi vì nó thường là nó bay nó bậu ở trên không, cái phần nhiễm khuẩn của nó là ít. Tôi nuôi từ trước rồi không không có cái trường hợp nào là bệnh dịch cả. Có một số anh em phản ý kiến là phần lớn là nó có thể là chật hẹp quá hoặc là như nào đấy thì nó mới chết thôi, chứ còn nếu mà nuôi theo mô hình như tôi đây thì không không thể chết được. Thế thì hôm nay cái video này tôi giới thiệu qua cái mô hình mà xây như thế này để nó trực quan hơn. Đấy, chúng ta có thể vẫn trồng mấy cái cây bưởi rồi những cái mướp neo như này, nhưng mà chúng ta làm cùng cái phần mái mắt cáo và khung dàn này cao lên như thế này, là so với mặt đất các bạn cao lên khoảng 1 mét nữa để con chim có cái không gian bay lượn. Thì nếu như mà các bạn trong cái khuôn viên của các bạn mà các bạn có được cái ang như thế này, cái ang như thế này thì thực ra cái ang này nó là ang đại. Ở trong này tôi đã kê khoảng 10 bộ. Thế thì cái ang này thì ưu điểm là chúng ta có thể tạo ra được ở dưới gầm này là chúng ta có thể quây quấn vòng quanh để chúng ta làm một cái chuồng ở ở dưới gầm một cái ang. Đương nhiên là chúng ta chỉ mất một chút cái lưới là chúng ta có thể làm một cái chuồng ở đây được. Nhưng ngoài ra thì ở cái phần trên này thì các bạn có thể là trồng một cái cây gì đấy, chúng ta cứ trồng vào đây sau một vài năm vài chục năm là nó cũng sẽ có giá trị. Chúng ta vừa có cái bonsai để vừa có được cái địa thế để làm chuồng chim. Thế như thế này thì các bạn có thể là ở bốn cái góc này các bạn có thể là làm cái khung lên trên và làm một cái chuồng ở bao quanh cái gốc cây này. Cái này tôi đang trồng nó là cái cây vối. Thế thì khi làm như vậy thì các bạn sẽ riêng một cái ang này các bạn sẽ tạo ra được 2 cái chuồng, một cái chuồng ở dưới gầm và cái chuồng ở trên chỗ gốc cây đây. Thì
Cái ý tưởng này thì tôi cũng sẽ thực hiện luôn chứ không gì cả. Hiện giờ là tôi đã như thế này rồi thì tôi chỉ làm xong phần lưới là xong. Thế còn trồng những cái cây thì chúng ta nên trồng những cây bụi hoặc là những cây nó không có những cái mang tính chất là cổ thụ, bởi vì sau này nó mọc nó vướng vào giàn. Các bạn nên nên trồng những cái cây mang tính chất là nó thấp thôi. Đấy nhá, thì các bạn sau này các bạn sẽ không phải tính đến cái việc nó bị nhỡ nhàng. Ví dụ như các bạn chờ trồng những cái cây bonsai nó tán nó vừa phải thôi, cao thì chỉ tầm 4 mét đổ xuống quay lại thôi. Các bạn làm chiều cao của cái giàn thì khoảng 3 mét rưỡi, thì các bạn tầm khoảng 3 mét rưỡi đổ xuống thôi. Thì đây là những cái ang sau này là các bạn có thể làm một chuồng chim tại ở dưới bao quanh bốn cái chân voi này. Đây là một cái ang đại dài 1,6 m mà rộng 1,3 m. Tôi đã kê 10 bộ vào đây và đương nhiên tôi sẽ có 20 ô để nuôi cặp bố mẹ. Trong khi đó là trên cái phần mình hàn khung ở dưới trên này thì mình cũng vẫn có thể là nuôi bầy đàn ở trên được. Hoặc là mình chưa có điều kiện mình làm từng từng ở cái chuồng dưới bụng mà ở bao quanh cái này thì mình vẫn nuôi bầy đàn bình thường. Lúc nào đôi nào sinh sản hay mình nuôi 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 hậu bị cho một đôi non nào đấy thì mình có thể bắt riêng vào đây mình gây dựng dần dần. Đây là cái cây đu đủ. Đây là cây cỏ sữa. Hiện giờ là đây tôi đang trồng một cái cây chè ở đây. Nó rất nhỏ. Và đây là những cũng như vậy. Đây là cây bưởi. Đây vậy vị trí theo như cái mô hình này thì nếu như mà để như thế thì mình sẽ có khoảng 40 nhân 2 là 80 ô cộng với 20 ô là khoảng 100 ô. Nếu như mà mình nuôi theo cặp mà chuồng riêng thì mình có thể nhốt được 100 ô. Thế nhưng mà nếu mà mình chưa gây dựng được thì mình có thể là đây là cái hũ nước này. Đấy, đấy, hố này là tôi cũng đã trồng cái dây mướp neo ở đây. Đấy thì như thế này thì có thể là chim có thể là đến đây uống nước một cách tự nhiên. Nếu như các bạn có thời gian thì các bạn có thể đổ một vài xe cát vào đây, một vài xe cát 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 vàng, cát trắng, cát sỏi cũng được. Đấy, đây là cái cây xanh thì nếu mà các bạn làm hình dáng thì các bạn tự thiết kế, có thể nó hơi vồng ra một chút cũng được, nó hình như một cái quả địa cầu hay hình trái tim hay hình hình gì cũng được, thì nó vừa mang tính chất thẩm mỹ là con chim nó bậu đấy. Thì bạn có thể kê bộ bàn đá, ghế đá ở đây là có thể là khách đến là ngồi bàn trà bàn rượu tại đây mà chiêm ngưỡng tiếng chim hót và những cái tư thế của con chim nó ngoài thiên nhiên bay bậu, và mình càng nuôi như thế này thì càng ngày nó càng thuần, nó càng khi thấy người đến cho ăn là nó lại xuống nó bậu vào vai bậu vào đầu rất là thích. Thế thì ở cái mô hình này nếu như các bạn như chỗ này là thì mình có thể là phát triển về sau nó rất được được nhiều, nó sẽ là một cái cơ sở tiếp theo. Đây là những cái khóm cỏ rất là tự nhiên đúng không ạ? Đây là những cái hũ nước. Thì nếu như tôi gợi ý thêm là các bạn nên kiếm được những cái hòn đá ở ngoài bờ suối á, thì nó vừa nhẵn vừa đẹp. Chúng ta dựng chôn cái đầu nó theo cái chiều dài của nó dựng lên thì chim nó cũng hay bậu vào những cái hòn đá như vậy, và nó sạch mà mình có thể làm vườn làm vùng hay cho chim ăn, mình có thể ngồi nghỉ tại đấy cũng được, không sao cả. Mưa thì tự nó lại rửa sạch. Thế thì các bạn sẽ cứ làm theo cái hướng như thế này là các bạn sẽ có được một cái vườn, nó có một cái mô hình gia đình hoặc là cấp độ lớn hơn, nó vừa mang tính chất là mỹ quan, vừa là mang tính chất kinh tế. Thì đây là cũng là cái ang tiếp theo, rồi rất nhiều ang nữa. Nếu như mà các bạn hình dung ra bây giờ cái đây tôi quay xuống tận dưới đây là cái vườn của tôi, nếu mà ấy là rất là dài dài 100 mét các bạn ạ. Thế rồi bây giờ như thế này là cái khung này là tôi cố tình xây là bề rộng từ bờ bên này sang bờ bên này là 8 mét, và mỗi một cái bức ngăn ra như này là một đua ra 1 mét. Ưu điểm là cũng đã đằng nào mình cũng xây trụ thì mình xây như này nó vừa khỏe tường lại vừa là làm cái gì nó cũng tiện. Đấy, các bạn hình dung ra đấy là cái bức ngăn cuối cùng rất là dài. Và nếu như các bạn đi tham quan vào cái
Cái khu vườn này thì các bạn sẽ thấy là rất là dài đúng không ạ? Đấy ạ, các bạn nhìn tít ra trên cây bối kia. Thế thì nó dài 100 mét mà các bạn. Thế thì video này thì mình nói qua về cái định hướng. Có nhiều người có đất nhưng mà cũng chưa biết cái định hướng để mình nuôi như thế nào. Nhưng mà khi mà nuôi thì các bạn lưu ý cho tôi là mình phải có cái xây dựng ngay từ ban đầu là định hướng để mình phát triển kinh tế. Mình yêu thích là một chuyện nhưng mà cũng làm sao mà tôi hy vọng là có rất nhiều người đi vào cái con chim cu gáy này, nó trở thành một cái sản phẩm, nó có tính thương hiệu của cái con người Việt Nam mình đi. Và tôi nghĩ là cái bệnh dịch của nó thì rất là ít, gần như là không có nếu như các bạn đi vào. Đây này, chỗ này là những cái sỏi quậy này, những cái bãi sỏi như thế này là chim rất thích này. Chân chim thích rất thích xuống để chơi để rỉa. Cái vấn đề video hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ thêm, tại vì qua cái kênh của tôi gây dựng lên thì cũng có rất nhiều những các ông tầm 80 tuổi cũng, rồi các bác cũng tầm 50 tuổi, và kể cả các em các anh em thì thực ra là cũng có những cái tôi cũng chưa hiểu cái nguồn dữ liệu, nó cũng có thể là tôi cũng qua cái việc anh em hoặc là như thế, nhưng mà tôi là người cũng có muốn xây dựng lên một cái kênh để quy tụ những anh em yêu mến con chim cu gáy Việt Nam này, để chúng ta xây dựng lên một cái diễn đàn nó lớn hơn, học tập lẫn nhau chứ không có cái ý gì cả. Đâm ra các bạn, nếu các bạn có gọi điện cho tôi thì các bạn cũng rất là thoải mái, tôi cũng rất là thoải mái. Các bạn gọi có thể gọi vào những cái giờ 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 mà mình thường là mình cũng hay đi ngoài.